see. It's almost taller than you, see? Rồi, mình lại ra vườn tiếp rồi các bạn ơi. Hôm nay trời rất nóng, buổi chiều bây giờ là nhiệt độ nó xuống, bây giờ đã mát lại rồi các bạn. Đây là cái vườn sau nhà của mình. Hôm nay mình ra vườn mình thu hoạch tiếp các bạn ơi. Bây giờ là chỉ có thu hoạch thôi. Cải của mình lên rất là nhiều, ăn không kịp các bạn. Cho nên ngày nào cũng phải thu hoạch hết để có chỗ trống để mình tiếp tục mình trồng. Đây là cái vườn của mình sơ sơ chưa có được nhiều các bạn, tại vì ở ngoài thì mình đang tiếp tục trồng, chưa có trồng được nhiều. Đó, mấy đám cải của mình đã phát triển rất là tốt các bạn. Đây là cải chồi nè, các bạn nhớ cái video kỳ rồi mình trồng nó mới chút xíu, bây giờ nó như vậy rồi đó. Còn cải này cải tờ sậy rồi, cải này bữa nữa là mình cũng thu hoạch để làm chua. Cây cải tốt dễ sợ con các bạn. Nó đã luôn cái nồi nào mà nó quá lớn luôn. Còn đây cũng là một mớ cải nữa, cũng đang phát triển tốt. Nhìn cái đám rau diếp cá với rau húng lũi của mình nè, nhờ có cái bịch ni lông này mình phủ các bạn mà nó tốt dễ sợ luôn không. Đến gần cho các bạn xem nè. Đó, cây húng lũi, cái lá nào cái lá nấy to dễ sợ luôn. Rau diếp cá cũng lên rất là tốt. Đây là cái đám rau diếp cá này mình trồng ở ngoài đó các bạn, nhưng mà mình dùng cái bịch ni lông mình phủ sơ sơ thôi đó. Nó giống như cái trong cái nhà kính vậy đó, nhưng mà nó rất là hiệu quả đó các bạn. Các bạn mà không có nhà kính thì cũng có thể dùng cái cách này nếu mà mình ở cái xứ lạnh đó các bạn. Đây là một đám rau xà lách của mình cũng đang vượt lên nè. Này rau này mình hột đó nha các bạn, bây giờ nó giọt lên rồi đó. Đi ra có ngày ra mà chạy dẫn thôi, không có dọc phụ cho làm vườn. Nghe ra nó chứ có thể hấp đá đi. Hả? Nghe ra nó chứ có thể hấp đá đi nữa. Yeah, we're gonna get a marble. What's that? Where did you get that one? Asteroid. Hả? The asteroid. Let's see. Wow. It's gigantic. That's a big marble. Yes, where did you get it? I won from the Marble Queen. See, it's bigger than your ear. I don't care. But my head is bigger than this. Yeah. Okay, let's go, Archie. Okay, bây giờ mình bữa nay mình không có trồng trọt kia các bạn, chỉ là đi dạo cái vườn sau nhà của mình, xem mấy cái đám rau nó phát triển như thế nào. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục thu hoạch mấy cái đám rau trong nhà kính này của mình đó các bạn. Đó, rau muống của mình nó đang vượt lên đó, mới lên chút xíu thôi các bạn. Muống mấy cái bụi bạc hà của mình đang phát triển rất là tốt nè. Bạc hà của mình trong nhà kính mà nó vượt cao rồi đó, rất là nhanh. Bạc hà nhảy con quá chừng luôn các bạn. Bữa nay mình đi thu hoạch cái mớ tàn ngô này các bạn. Rau tàn ngô của mình ở này thu hoạch cũng nhiều lần rồi. Các bạn thấy mình không ăn cái cây nó lên cao múc luôn rồi nè, ra bông luôn rồi nè. Hôm nay mình cũng thu hoạch vài lần rồi các bạn. Mình thu hoạch cái mình cắt cái nhánh ngang á các bạn, mà cái nó nhảy lên tiếp nè. Đó, giòn quá đã luôn không. Đây là tàn ngô á các bạn. À, mình cắt ngang xong cái nó nhảy cái đọt mới lên á, cho nên nó lên rất là tốt các bạn. Nếu mình không có cắt ngang á thì cái cây nó sẽ lên cao như cái cây đó lên cao mút luôn rồi đó, có bông luôn. Thôi mình để mình tổ cho nó tổ bông để mình lấy
lấy hạt sang năm mình trồng tiếp các bạn. Năm nào mình cũng giữ lại một cây hai cây để làm giống, có hạt mình trồng tiếp hoài. Chứ mỗi lần mình đi ra tiệm mình mua tận ô này vài cây, một cây một dĩ 6 cây mà cũng hết 4-5 đồng các bạn, rất là mắc. Cho nên mình tự ươm thì rất là tốt, tiện lợi với lại rất là rẻ các bạn, tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Có mình trồng ăn hoài. Cái thám cải này không biết mình thu hoạch được bao nhiêu lần nữa rồi, cứ vượt lên hoài, nó còn sót ở dưới đó các bạn. Nó cứ giọt lên. Thám cải xanh thì mấy bữa trước mình đã thu hoạch rồi, còn vài cây thôi mà nó cũng giọt lên rất là tốt nè. Cây nào cây nấy, giờ mình thấy quá tốt luôn. Cây cải này sao thấy nó lạ lạ, không giống cải xanh ta. Nhiều loại cải quá các bạn. Cái loại cải này cao mốc luôn, giống như cải ngọt vậy đó. Rồi, hôm nay mình thu hoạch cái đám tàn ngô này. Nên tốt quá rồi các bạn. Thu hoạch vô để mình ăn lẩu hay là nấu canh ăn gì cũng được, rất là tốt. Okay, let's go, Emma. Come, have party. You go first. Oh, you can hold down the, you can hold down the basket for daddy. Đây là cái đám tàn ngô nè các bạn, mình hôm nay mình cắt tàn ngô. Wow, it's so big, Aaron. The vegetable? Yeah. In my marble giant. Your marble? Yeah, it's good big. Where's Angela? Right there. Where's Aaron? I'm here. Come here, Aaron. Đây nè các bạn. Nhìn quá đã luôn thấy không? Nguyên một chùm tàn ngô non chèo luôn. Put it in. Yeah, Aaron. Cái cây tàn ngô này các bạn dòm thấy không? Mình cắt cái thân của nó dưới đây này, xong cái ở đây mốt cái nó có mấy cái tược ở dưới cái mấy cái mắt này nó nhảy lên tiếp các bạn. Cho nên mình cắt thì mình có ăn hoài, còn nếu mình không cắt thì nó cứ vượt lên cao hoài thì nó sẽ ra bông. Cho nên mình phải cắt kịp thời các bạn, trước khi nó ra bông. Mấy cái đọt này là kỳ rồi mình cắt á, các bạn thấy không, cái thân của nó còn bự nè. Mình cắt ngang á, xong cái nó bắt cái ở dưới nó nhảy cái tược lên. Cứ nhảy lên tiếp vậy đó, đó. Các bạn dòm thấy nè. Một cái cây cái mình cắt ngang á, xong cái nó tiếp bao nhiêu cái đọt của nó đi ra, mình thấy không. Vậy cái mai mốt cái nó ra nguyên một chùm luôn, có mình ăn hoài luôn á. Cứ vậy á, mình cắt nó ra thì nó nhảy lên tiếp vậy đó các bạn. Quá trời non luôn. Này mình ý là mình trồng ít thôi các bạn, có vài bụi à, không trồng nhiều. Rồi, cắt sơ sơ đây. Đây có vài cây nữa. Xỉ, một rổ thêm các bạn. Giờ mình thấy không? Mới sơ sơ là được một rổ rồi đó. Cái cây tặng ô này á các bạn, ở mấy cái tiệm Tây thì nó không có ăn cái rau này đâu, nó bán giống như là bông các bạn. Các bạn dòm thấy, các bạn dòm thấy cái bông của nó ra cũng rất là đẹp luôn nè, thấy không. Cho nên cái tiệm Tây thì nó để nó bán làm bông, còn mình thì mình ăn. Yeah.
cây cây trong kia mình để là mình làm giấm đi, tại vì nó già nó lên bông rồi. Mấy cái này mình cắt vài để cho nó ra cái đoạn mới đó. Rồi nó đủ rồi, nhưng mình thu hoạch cái đám cải này nữa để cho trống chỗ. Đây, mình thu hoạch cái đám cải này luôn các bạn. Đó là cây nào cái đấy lên. Nghe bạn. Sao nha? I give you a big one. Okay. Oh my god. See, come here. You walk over. You walk over that one. See how tall is this one. Yeah, turn around. You turn around to the camera. See? It's almost taller than you. See, it's taller than you, Anna. No, bring it off. Oh, see? It doesn't count. You want to hold up? It doesn't count when you put it up, Daddy. Why is it so much? Besides, you guys are curious because I can't feel water. How is it wet? Yeah. Grandma did it. I mean, my giant marble! Some more. I'm here! Wow. Oh, dirty. Yeah. Oh, dirty. Aaron, hold it properly. Can you pick it up? Don't waste it. The bird is dirty. Đây, bữa nay mình phá cho cái chỗ này trống để mình gieo cái khác các bạn. Sơ là mình được một rổ rau nè, để mình share cho các bạn xem. Chút xíu thôi đó, quá trời luôn không. Đây nè, rau salad giống như cải ngọt kìa các bạn. Với một mớ tận ô. Đây nè, cải ngọt này hôm nay là mình ăn không biết bao nhiêu lần rồi các bạn. Đó, giờ mình thấy mê không các bạn? Cho nên rau mình trồng mình thu hoạch rất là thích các bạn. Đây nè, mớ tàng ô của mình nè. Đó, tàng ô của mình quá non luôn, thấy không các bạn? Các bạn, what you doing? It's like a heart. Yes. Ok, hôm nay mình chia sẻ với các bạn tới đây thôi. Thì giờ mình đem cái rổ rau này đi vào để nấu canh ăn cơm chiều các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cái video của mình ha. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn video kỳ tới nha. Chào các bạn. Bye bye.